Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Thì cái đầu video này nó hơi khác với những cái video khác một chút anh em nhé. Thì đây, mình thì mình có làm thương hiệu cho một cái trang. Đấy, anh em cũng có thể thấy mình cũng chơi trên cái sân chơi này. Và cái số vốn của mình cũng không phải là ít ở trong cái trang này. Nạp rút cực kỳ dễ dàng anh em nhé. Nên đấy. Sợ là nói ra thì bảo là anh em mình có chơi hay không. Đấy thì anh em đây có thể thấy mình xin phép được dùng cái tele của mình để che đi anh em nhé. Chứ YouTube nó đánh khá mạnh về cái vấn đề này đấy. Anh em có thể liên hệ với mình đấy để mình có thể tạo cho anh em một cái sân chơi uy tín. Đấy, mình thì mình làm thương hiệu cho nó thôi. Đương nhiên mình sẽ nói cho nó rồi và mình cũng phải chơi trực tiếp trên đấy thì mình mới đảm bảo được cái sự uy tín của mình anh em nhé. Thì mình thấy các anh em cũng khá là dè dặt. Thì mình lấy cái tên là Kèo Bóng Văn Khánh đấy. Thì anh em cũng hoàn toàn yên tâm là đây chỉ là một cái tên tên riêng của mình chứ không có một bất kỳ một cái gì bên ngoài đấy. Cái Kèo Bóng Văn Khánh ở bên ngoài đấy họ làm rất là lớn. Thì mình cũng không rõ là họ làm ăn như thế nào, nhưng mà nghe nói là đang dính khá là nhiều phốt đấy, lừa của anh em từ 200 500 ra thì cũng khá là khó, tại vì nó trùng tên với nhau mà. Thì anh em cũng hoàn toàn yên tâm là mình không hề dính dáng bất kỳ một cái gì với cái kênh Kèo Bóng Văn Khánh kia anh em nhé. Với cái Kèo Bóng Văn Khánh kia cả đấy, cái kèo bóng mà thầy Tiến vẫn nói đấy anh em ạ. Mình cũng là một fan hâm mộ của thầy Tiến anh em nhé. Mình cũng lấy tên của mình đấy theo thầy. Thầy là Tiến Bịp thì trò chắc chắn phải là Khánh Bịp rồi anh em ạ. Đấy, anh em hoàn toàn có thể tin vào những lời của Khánh Bịp nói. Ok anh em, thì quay trở lại các trận đấu ngày hôm nay thôi đấy. Mình sẽ làm cho anh em một trận về của Bundesliga anh em nhé. Trận đấu cũng khá là đáng chú ý giữa Schalke 04 gặp và gặp Bayern Munich sẽ diễn ra vào 00 giờ 30 rạng sáng ngày mai anh em nhé. Còn 6 tiếng 7 tiếng nữa thì trận đấu sẽ diễn ra. Thì ở cái trận đấu này anh em cũng thể thấy đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội đấy. Các con hàng có thể thiếu thì mình cũng như mọi lần thôi, mình sẽ đưa ra một cái bảng với những con số để cho anh em có thể có những cái nhìn khách quan nhất. Anh em chờ mình một chút. Đấy, mình sẽ kéo sang đây cho anh em xem. Đây, như anh em thể xem thì ở đây bên tay trái màn hình của anh em là các cầu thủ có thể thiếu trong cái trận đấu ngày hôm nay của Schalke 04, và phía bên phải của anh em sẽ là của Bayern Munich anh em nhé. Sadio Mane thì đã thiếu khá là nhiều trận rồi. Đấy, Thomas Muller thì mới thiếu, David này mới thiếu. Đấy, Bayer thiếu cho mình khá là nhiều con hàng chất lượng anh em nhé. Cực kỳ chất lượng luôn. Điểm số trên 7 này thì chắc chắn sẽ là những con hàng tấn công rồi. Còn bên phía của Schalke 04 thì họ cũng có cho mình những con hàng điểm số rất là cao. Kamisi này thì thiếu cũng một vài trận rồi anh em ạ. Đấy. Còn về các con hàng tiếp theo, đấy điểm số khá là cao. Thì trên sân nhà họ được đá trên sân nhà nữa cũng sẽ là một cái phần bù đắp cho Schalke 04 rồi. Về cái bảng xếp hạng thì tất nhiên rồi, Bayern Munich đang dẫn đầu với những cái chiến thắng gần nhất, 5 trận gần nhất là họ toàn thắng. Và Schalke 04 sau 4 trận thua thì họ cũng đã kịp lấy lại tinh thần cho mình bằng một cái trận thắng trước Main 05 anh em nhé. Main 05 hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng đấy. Hiệu số bàn thắng của họ thì không được tốt nên cái chiến thắng của Schalke 04 cũng cũng khá là thuyết phục ấy chứ, tại vì họ đang có cái vị trí không tốt ở trên bảng xếp hạng và thắng một cái đội trên họ rất là trên họ rất là nhiều. Mình có lẽ mình sẽ sang tham khảo kèo cho anh em. Anh em đợi mình một chút, copy cho nó nhanh.
Đây thì đây là tất cả các mã kèo của ngày hôm nay, trận này góc thẻ đã có rồi. Bayern Munich cửa trên chấp hai trái ăn 1.03 và Schalke 04 cửa dưới ăn một ăn 0.90 anh em nhé. Tài xỉu trận này là 3.5 đấy, tài ăn 0.89 và xỉu ăn 1.01. Với cái mức ăn như thế này thì mình nghĩ là nhà cái đã nghiên cứu và dự đoán trận đấu này sẽ có nhiều hơn 3 bàn thắng anh em nhé. Nhiều hơn 3,5 bàn thắng. Nên cái tỷ lệ ăn cái tiền ăn này khá là thấp. Đấy. Thì anh em cũng có thể tham khảo qua những cái mã kèo như thế này. Ngoài ra thì cũng còn những cái mã kèo khác đấy, mã kèo chấp khác cho anh em có thể lựa chọn như là chấp 1.75 này, 2.25 và 2.5. Đấy, 2.5 ăn thấp thế nhỉ? Tài xỉu cũng thế, tài xỉu 3.75, 4 và 3.25. Hiệp 1 thì Bayern Munich chấp 1 ăn 1.02, 1.20 và tài xỉu hiệp 1 là 1.5. Đấy, ngoài ra cũng hiệp 1 cũng có các mã chấp khác cho anh em 0.75 đấy, 1.25 để anh em có thể lựa chọn. Bayern Munich chấp 4.5 góc khá là cao và tài xỉu trận góc trận này là 10. Tài ăn 0.99 gần đủ và xỉu thì ăn 0.83. Thì cái thành tích thi đấu hiện tại của Bayern thì chúng ta không cần nói tới nữa rồi. Họ đang có những cái chuỗi trận bất bại khá là dài. Các đấu trường khác thì đây anh em thấy. Kể cả là một giây dài luôn. Khá là nhiều. Còn về phía Schalke 04 thì họ đang để thua đôi 4, 6, 7, 7 trận liên tiếp ở tất cả các đấu trường và mới giành chiến thắng 1-0 trước Mainz 05 thôi. Trên sân nhà và sân khách thì cũng thế thôi. Bayern để Dortmund cầm hòa, trận cầm hòa này đấy, thẻ đỏ cầm hòa hai đều trên sân nhà của Dortmund. Con hàng Dortmund hôm qua nó đúng kiểu hôn nhà dãi chợ anh em ạ. Con hàng Dortmund này nếu mà anh em xem nó đá trên sân nhà cực kỳ hay luôn, nhưng mà khi đến làm khách thì nó kiểu khù khờ kiểu gì đó. Hôm qua xem đá cực kỳ là khó chịu và bực mình. Thắng Hoffenheim với tỷ số 2-0, thắng Hertha với tỷ số 3-2. Đấy, trận sau thì họ sẽ gặp RB Leipzig. Con hàng RB Leipzig này trên sân nhà của RB Leipzig thì cũng là một cái khó khăn đối với Bayern. Những cái lượt trận gặp nhau gần nhất thì hai đội gặp nhau từ năm 2021 rồi. Đấy, Bayern một đội bóng có truyền thống hơn và họ có cái chiến thắng 4-0 trước Schalke 04. Còn trận gặp nhau năm 2020 thì là một chiến thắng ở trên sân nhà của Bayern với tỷ số 8-0. Khá là đậm. Thì với cái đội hình như thế này và với cái phong độ hiện tại như vậy thì mình sẽ cho anh em tham khảo một số mã kèo đấy. Anh em chưa nên vào cái kèo chấp vội anh em nhé. Cái kèo chấp hiện tại đang cực kỳ cao và cái phong độ của các câu lạc bộ hiện tại họ đang đổ dồn về trong World Cup rất là nhiều. Nên mình nghĩ là anh em với cái kèo chấp cao này thì anh em có thể đánh cho Schalke 04 hoặc là anh em có thể bỏ cái kèo chấp này. Đấy. Bỏ luôn cái kèo chấp và kèo tài xỉu, chúng ta sẽ tập trung vào đánh những cái kèo ngon hơn như kèo kèo góc và kèo thẻ. Đấy. Về góc nếu mà Bayern Munich chấp 4.5 góc thì anh em cũng không nên vào. Anh em nên đi cho mình cái tài góc 10 này anh em nhé. Schalke 04 trên sân nhà cũng là một con hàng cực kỳ khó chịu và Bayern Munich họ họ có rất nhiều cầu thủ phải chuẩn bị cho World Cup nữa nên là mình nghĩ là họ sẽ không đá thật chân đâu. Hoàn toàn anh em có thể đầu tư vào cái mã đây. Mã Schalke 04 được chấp 2 này. Mình nghĩ tỷ lệ ăn và hòa của anh em sẽ là tầm khoảng trên 70% ăn và hòa. Tài trận này, tài góc trận này nữa anh em nhé. Còn về cái kèo thẻ phạt thì anh em nên đánh trong trận, mình nói thật. Đấy, Schalke 04 chấp 0.5 thẻ này. Tài xỉu toàn trận chỉ có 3.0 thôi.
Sân cơ 04, cái vị trí trên bảng xếp hạng của hiện tại đây, anh em có thể thấy họ đang đứng cuối của những cái đội cầm đèn đỏ, họ chẳng có gì để mất cả đấy, nên rất khó cho Bayern Munich có thể giành được cái chiến thắng quá cách biệt trong cái trận này. Và cái kèo thẻ hiện tại bây giờ đang chỉ có tài thẻ đang có 3.0 anh em ạ, thì anh em hoàn toàn có thể vào luôn cái kèo tài thẻ bây giờ cũng được đấy. Mình tham khảo cho anh em cái mã này để anh em vào luôn bây giờ, còn các mã kèo khác thì anh em cũng chỉ nên tham khảo thôi anh em nhé. Cũng có thể đánh luôn thẻ cho Sân cơ 04 ở toàn trận như thế này đấy. Nếu chắc chắn là Sân cơ 04 sẽ đẩy lên tấn công khá là nhiều đấy, và nếu mà Bayern Munich họ tận dụng được những cái cơ hội của họ phản công thì chắc chắn là sẽ có bàn thắng cho Bayern Munich trước, lúc đó thì cái kèo thẻ phạt cho Sân cơ 04 nó cực kỳ sáng luôn anh em nhé, và cái kèo tài thẻ này cũng cực kỳ sáng luôn. Mình có nên ghi thêm cái kèo cả hai đội đều ghi bàn không anh em nhỉ? Cái kèo đấy mình thấy ở trong những cái trận như thế này cũng khá là hay, khá là đáng để cho chúng ta có thể suy nghĩ tới. Mình không biết hiện tại là đang có tính vốn vào đây không. Nếu mà ăn 0.67 thì thôi anh em ạ. Nó chúng ta để cái tiền đấy đầu tư các mã kèo khác đấy. Đánh rung sướng hơn. Thì đấy, nhân tiện nhắc đến đánh rung thì anh em hiện tại nhá, ví dụ bây giờ anh em đánh cái kèo góc này đi, à kèo thẻ phạt vừa nãy mình chỉ cho anh em đi, anh em đánh nhầm thẻ phạt cho Bayern Munich chẳng hạn đấy, anh em đánh nhầm cái kèo thẻ phạt cho Bayern Munich thì anh em có thể bán cái kèo đấy ngay lập tức anh em nhé. Hoặc bây giờ anh em đánh nhưng mà khi vào trận anh em thấy cái thế trận nó bảo, ví dụ như kiểu Sân cơ 04 bất ngờ đấy đâm cho Bayern một bàn chẳng hạn, thì anh em thấy cái kèo thẻ cho Sân cơ 04 không ngon nữa đấy, thì anh em hoàn toàn có thể đánh bây giờ anh em nhé, nhưng vào trong trận anh em hoàn toàn có thể bán cái mã kèo ấy đi để anh em có thể bảo toàn được cái số vốn của mình. Bán đi lấy về cũng rất là cao anh em nhé, đấy phần trăm rất là cao đây, thì đây mình nghĩ là chỉ có cái sân chơi này để giúp anh em làm được cái điều đó thôi, thì anh em hoàn toàn có thể liên hệ với mình đấy, mình làm thương hiệu cho nó, anh em cứ liên hệ với mình, mình chắc chắn nó uy tín, mình cũng nạp tiền vào mình chơi ở bên đây, thì anh em có thể liên hệ với mình để mình anh em giúp mình đấy vào cái sân chơi này đấy, mình làm thương hiệu cho nó mà anh em vào ủng hộ mình thì chắc chắn rồi anh em sẽ được vào nhóm, và nhóm của mình có các cấp bậc khác nhau anh em nhé, đấy tùy cái vào cái lượng vốn của anh em đấy, anh em hoàn toàn có thể nạp vài trăm nghìn vào cũng được đấy, anh em vào thử trang thoải mái, đấy là cái điều của anh em sẽ được vào được nhóm, nhận được những cái mã kèo và sát giờ thi đấu nhất để cái tỷ lệ ăn nó cao nhất, và nếu anh em thức được và đánh rung đấy những cái trận đấu như kiểu ngoại hạng Anh hôm nay đá rất là sớm đấy, những cái giờ khung giờ rất là đẹp, 22 giờ 19 giờ 30 đấy, anh em hoàn toàn có thể vào nhóm và nghe theo những cái của mình đấy, đánh rung ở trên trên nhóm của mình thì đánh rung thì bọn mình ít khi thua lắm anh em ạ, gần như là không bao giờ thua, không có cửa thua luôn. Ok thì chắc là mình xin kết thúc cái video này đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.